Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chú trọng công tác đào tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Vẫn còn tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Phần tin quốc tế có những tin chính. Hàng trăm người ủng hộ phe cực hữu tại Ukraine đã tập trung ở trung tâm Kiev và nhiều thành phố khác kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov từ chức và phản đối chính sách của chính phủ Tổng thống Petro Poroshenko. Lãnh đạo các nước Hy Lạp, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu EU đã đạt thỏa hiệp về một thỏa thuận cứu trợ tài chính dành cho Athens. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc trong hệ thống chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc còn khá thấp. Việc trau dồi trình độ chuyên môn, trình độ nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số là việc làm cần thiết để đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số có chất lượng cả về chuyên môn và nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo số liệu thống kê, hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 25.919 cán bộ công chức viên chức, trong đó số cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số chiếm 366 người, chủ yếu tập trung ở các huyện Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, Lập Thạch và thị xã Phúc Yên. Trong những năm qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Sông Lô luôn quan tâm tới công tác chỉ đạo, quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sông Lô, cũng như là ở các xã thị trấn. Có thể nói là cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số khi được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện bố trí dụng thì các đồng chí rất nhiệt tình, năng động, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc được giao. Mặc dù còn hạn chế về năng lực chuyên môn, nhưng không thể phủ nhận, đội ngũ cán bộ địa phương là người dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời giúp cho người dân là người dân tộc thiểu số tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, tiến tới xóa bỏ phương thức sản xuất lạc hậu, vươn lên xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó giúp giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa người dân tộc thiểu số và người dân tộc Kinh. Chính vì thế, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số là việc làm cần thiết và là nhiệm vụ hết sức cấp bách. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thì tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh rất là quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nói chung và đặc biệt là quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cho đến nay thì đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh Vĩnh Phúc thì có thể nói là đã tiến bộ và từng bước đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để công tác đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số phát huy được hiệu quả, việc cần làm đầu tiên là phải tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số đối với việc phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, để từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, trong đó đặc biệt ưu tiên đối với cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số. Sau đó là tăng cường mở các lớp tập huấn về công tác nghiệp vụ, áp dụng những phương pháp đào tạo, bồi dưỡng mới, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đồng thời có phương hướng bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, để cán bộ là người dân tộc thiểu số sau khi đào tạo sẽ phát huy được hiệu quả trong công việc. Có như vậy, công tác đào tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số mới được phát triển về lâu dài, theo đúng như lời Hồ Chủ tịch đã nói, cán bộ là cái gốc của công việc. Gia đình ông Đoàn Văn Thơm ở thôn Thanh Xuân, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên đã chăn nuôi gà gần 10 năm nay. Mặc dù hiện đang là thời kỳ cao điểm của nắng nóng trong năm, song với kinh nghiệm chống nóng cho đàn gà, ngay từ khâu thiết kế chuồng trại đảm bảo thoáng mát, che mái, phun nước, quạt gió, nên mặc dù những ngày nắng nóng lên đến 39-40 độ C, nhưng hơn 2.000 gà đẻ của gia đình ông vẫn đẻ trứng bình thường. Hàng ngày trừ chi phí vẫn cho gia đình thu nhập 1 triệu đồng. Ông Thơm cho biết ngoài đảm bảo chuồng trại thoáng mát, các chế độ ăn uống, bổ sung khoáng chất, vitamin trong những ngày nắng nóng cũng phải luôn được duy trì tốt với đàn gà nhằm đảm bảo cho con gà chống nóng hiệu quả nhất. Hơn 10 năm chăn nuôi gà, bằng kinh nghiệm và sự tìm tòi học hỏi, đến nay các quy trình về giống, kỹ thuật, công tác phòng dịch đã được ông Thơm làm chủ. Hiệu quả từ chăn nuôi gà hàng năm đã giúp kinh tế gia đình ông Thơm ngày càng ổn định.
xác định việc thực hiện tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình, hành chính là yếu tố quan trọng góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Trong thời gian qua, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lập Thạch chú trọng thực hiện. Hàng năm trên địa bàn huyện Lập Thạch có khoảng 300 vụ việc liên quan đến tranh chấp về dân sự, hôn nhân, gia đình được thụ lý, không có nhiều vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, các vụ tranh chấp về hôn nhân và gia đình chiếm gần 85%. Quá trình kiểm sát việc tiếp nhận đơn, thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự và việc tham gia các phiên tòa, phiên họp của tòa án đều được Viện Kiểm sát thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm sát các bản án dân sự của tòa án, Viện Kiểm sát đã phát hiện vi phạm và kịp thời ban hành kiến nghị về những vi phạm trong các vấn đề như vi phạm về thụ lý đơn khởi kiện, vi phạm về xác minh, thu thập chứng cứ. Qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lập Thạch đang tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình nhằm đảm bảo cho các quyết định của tòa án, các bản án được thực thi đúng pháp luật. Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư xây dựng từ những ngày đầu mới tái lập tỉnh. Trong những năm qua, bệnh viện đã được tỉnh quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng quá tải tại bệnh viện đã trở thành vấn đề bức xúc của người dân mỗi khi đến khám chữa bệnh, nhất là trong những ngày hè nóng lực. Nắng nóng kéo dài khiến số lượng bệnh nhi gia tăng tại khoa cấp cứu nhi sơ sinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh. Với chỉ tiêu giao 35 giường bệnh, tuy nhiên vào những ngày cao điểm nắng nóng có từ 50 đến 60 bệnh nhân nhi cấp cứu và điều trị tại khoa. Phòng điều trị bệnh nhân nhi hiện chỉ có quạt trần, chưa trang bị điều hòa nhiệt độ. Trong những ngày cao điểm nắng nóng với giường gấp, quạt điện, hành lang bệnh viện là nơi phụ huynh bệnh nhi giải tỏa sức nóng của mùa hè, nhất là các bệnh nhi có triệu chứng sốt cao, viêm đường hô hấp. Khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa tỉnh có chỉ tiêu 40 giường bệnh. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, khoa tiếp nhận gần 60 bệnh nhân điều trị, trong đó nhiều bệnh nhân bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Nhiều bệnh nhân nhập viện vượt quá chỉ tiêu giường bệnh. Phòng bệnh nhỏ chỉ kê đủ số giường bệnh theo chỉ tiêu, do vậy, nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang để chữa bệnh. Khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc năm 1997, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư xây dựng là bệnh viện hạng 2 với quy mô 300 giường bệnh. Đến năm 2006, bệnh viện được nâng cấp thành bệnh viện hạng 1 với quy mô 600 giường bệnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, trung bình mỗi ngày có từ 600 đến 700 lượt người đến khám chữa bệnh. Số bệnh nhân điều trị nội trú từ 850 đến 900 bệnh nhân. Do vậy, vào nhiều thời điểm, bệnh viện đã xảy ra tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Trước tình trạng quá tải bệnh viện, tỉnh và ngành y tế đã quan tâm đầu tư để Bệnh viện Đa khoa tỉnh giải quyết tình trạng trên. Trong đó, năm 2012, bệnh viện đã khởi công xây dựng nhà điều trị bệnh nhân có tổng diện tích sàn hơn 4.000 m². Công trình hoàn thiện năm 2013 và được bệnh viện chuyển 8 khoa nội sang điều trị, qua đó đã phần nào giảm bớt tình trạng quá tải bệnh viện. Tuy nhiên, với nhiều khoa lâm sàng và khoa cận lâm sàng được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động trong nhiều năm, số lượng bệnh nhân gia tăng, tình trạng quá tải bệnh viện là nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi đến khám chữa bệnh. Trước thực trạng trên, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ngành y tế đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư cho bệnh viện, qua đó giải quyết tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hàng trăm người ủng hộ phe cực hữu tại Ukraine đã tập trung ở trung tâm Kiev và nhiều thành phố khác, kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov từ chức và phản đối chính sách của chính phủ Tổng thống Petro Poroshenko. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi thư ký báo chí của tiểu đoàn số 12 của phe cực hữu, ông Alexei Bik tuyên bố, nếu cần phong trào cực đoan này có thể điều động binh sĩ của mình thuộc các tiểu đoàn dự bị ở Kiev, cũng như thiết lập các chốt kiểm soát xung quanh Kiev và miền Tây Ukraine. Vào thời điểm này, xung đột tại miền đông Ukraine tiếp tục có dấu hiệu xấu đi khi cả hai phe chính phủ và lực lượng đối lập đều có động thái tập trung vũ khí nặng đến các khu vực giáp giới tuyến. Không chỉ vậy, đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chardy còn cho biết hiện nước này đang nhận được trang bị vũ khí, bao gồm cả vũ khí sát thương từ hơn 10 quốc gia châu Âu. Trước đó, phe cực hữu và cảnh sát tại thị trấn Mukachev, miền Tây Ukraine đã có cuộc đấu súng khiến hai thành viên cực hữu chết ngay lập tức và 4 người khác bị thương. Về phía cảnh sát, 6 người bị thương nặng, 3 dân thường khác bị trúng đạn. Trên phương tiện truyền thông Ukraine, nhóm cực hữu đổ lỗi cho phía cảnh sát đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào thành viên của nhóm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov lại cho biết một số người đàn ông có vũ trang đã dùng súng và lựu đạn tấn công xe cảnh sát. Cảnh sát đã vây kín những kẻ tấn công và đề nghị đầu hàng trước khi nổ súng.
đồng thời cũng cáo buộc Nga và lực lượng ly khai ủng hộ Moscow đứng sau vụ đầu súng này. Lãnh đạo các nước Hy Lạp, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu EU đã đạt thỏa hiệp về một thỏa thuận cứu trợ tài chính dành cho Athens. Theo đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đưa ra một đề xuất trong cuộc họp bốn bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Eurozone diễn ra tại Bruxelles, Bỉ. Trong một thông báo, người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho hay, nhà lãnh đạo EU này đã quyết định triệu tập lại hội nghị thượng đỉnh EU để thảo luận về một đề xuất thỏa hiệp liên quan tới gói cứu trợ tài chính thứ ba dành cho Hy Lạp. Trước đó, EU đã bất ngờ thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trên dự kiến diễn ra trong ngày 12 tháng 7 để bàn về số phận của Hy Lạp do các bộ trưởng tài chính Eurozone vẫn phải tiếp tục các cuộc đàm phán khó khăn về gói cứu trợ mới cho Athens. Tuy nhiên, một quan chức Hy Lạp giấu tên nói rằng vẫn còn hai vấn đề lớn chưa ngã ngũ, đó là sự tham gia của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào chương trình cứu trợ trong khuôn khổ cơ chế bình ổn châu Âu và việc lập quỹ tín thác là tài sản nhà nước của Hy Lạp trị giá 50 tỷ euro. Theo dự thảo văn kiện, gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp có thể lên tới 82 đến 86 tỷ euro. Ít nhất 20 dân thường thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Khost, Afghanistan. Theo quan chức Afghanistan, vụ đánh bom xảy ra gần một căn cứ quân sự của nước ngoài tại thành phố Khost, thủ phủ của tỉnh Khost. Không có nhân viên quân sự nước ngoài nào thương vong trong vụ đánh bom. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, các cuộc tấn công kiểu này thường do lực lượng Taliban thực hiện. Taliban thường kêu gọi người dân tránh các đoàn xe quân sự của nước ngoài và phía chính phủ Afghanistan, thường mục tiêu tấn công của lực lượng phiến quân này. Hiện có gần 13.000 binh sĩ nước ngoài đang đồn trú tại Afghanistan. Ngân hàng Thế giới WB đã thông qua khoản tài chính 350 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho công tác tái thiết khẩn cấp các khu vực ở Iraq vừa giành lại được từ tay IS. 1/3 số tiền nói trên sẽ được dành để tu sửa đường xá và cầu cống, cùng với một khoản tương đương khác dành cho hệ thống điện, nước và xử lý chất thải. Thỏa thuận mới được ký kết này sẽ cung cấp cho Iraq một khoản vay ưu đãi trong vòng 15 năm với lãi suất gần 1% và chỉ được tính sau 5 năm. Đây được xem là khoản viện trợ quốc tế đầu tiên giúp chính phủ Iraq khôi phục lại cuộc sống của người dân tại các khu vực bị chiến tranh tàn phá. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cũng đã lên kế hoạch cung cấp một khoản vay khác trị giá 1 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp chính quyền Iraq khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách. Ngoài WB, Iraq cũng nhận được cam kết hỗ trợ tài chính phục vụ cho công tác tái thiết từ Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và một số nước phương Tây. Trong khi các tỉnh phía Đông vừa hứng chịu cơn bão Chanhom khiến hơn 1,1 triệu người phải đi sơ tán và thiệt hại ước tính đến khoảng 940 triệu đô la Mỹ, thì nhiều thành phố lớn tại miền Bắc Trung Quốc lại đang phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C. Hàng loạt cảnh báo nắng nóng cũng được các nhà chức trách địa phương đưa ra. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo nhiệt ở mức báo động cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp độ, sau khi nhiệt độ tại một số khu vực lên tới gần 40 độ C. Một số bệnh viện tại Bắc Kinh đã sắp xếp dịch vụ khám bệnh muộn ngoài giờ để bệnh nhân có thể tới viện khi thời tiết nóng. Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc cũng đưa ra mức báo động cam khi một số nơi mức nhiệt đã vượt quá 37 độ. Còn tại thành phố Đường Sơn, gần 8.000 người đã phải ra bờ biển để tránh nóng. Các trung tâm khí tượng địa phương dự báo mức nhiệt cao sẽ còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7. Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc và toàn bộ diễn biến của kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.